18 tháng 10, lễ Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông từng hai người một đi trước vào tất cả các thành nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Nay thầy sai anh em đi như chiên con đi giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta đón tiếp thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa lành những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại của Thiên Chúa đã đến gần các ông. Suy niệm lời Chúa lễ Thánh Luca Thánh Sử. Phân tích về nội dung của bốn cuốn sách thánh mà chúng ta gọi là Phúc Âm. Chúng ta thấy mỗi thánh ký có những nét riêng nhằm trình bày những mục đích mà mình muốn nhắm tới. Với Thánh Luca, một trong những đặc điểm nổi bật của Ngài đó là trình bày rất nhiều về lòng thương xót của Thiên Chúa. Phát xuất từ đâu mà Ngài lại có mối ưu tư trăn trở về giới luật yêu thương này? Và Ngài đã diễn tả tình thương ấy như thế nào? Để trả lời vấn nạn trên, chúng ta cần phải xác định lai lịch của Thánh Luca. Khác với ba thánh ký kia là người Do Thái chính gốc, Thánh Luca là người Hy Lạp. Theo quan niệm của người Do Thái, những người ngoài Do Thái đều là người ngoại và là kẻ tội lỗi. Ấy vậy mà Thánh Luca lại được Chúa kêu gọi và thuộc vào số 72 môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu và được Ngài sai đi rao giảng. Cảm nhận từ lòng thương bao la của Chúa, Đấng đã không kể gì đến thân phận tội lỗi, lại còn tín nhiệm cho Ngài được chung chia sứ mạng cao cả, nên Thánh Luca đã dùng nhiều hình ảnh để nói lên tình thương của Thiên Chúa. Đứa con hoang đàn, con chiên lạc, đồng bạc mất, hai người lên đền thờ cầu nguyện, vân vân. Vốn sẵn mang trong mình tâm tình của một lương y, của một tử mẫu, nên Ngài lại càng dễ cảm thương đến những bệnh tật, những đau khổ, nhất là những vết thương bệnh tật tâm hồn. Nghe như qua lời Chúa Giêsu nói, thầy thuốc không cần cho người khỏe mạnh, nhưng là người đau yếu. Tâm tình yêu thương của chính Ngài đối với anh em đồng loại. Thế nhưng tình yêu mà Ngài được phủ đầy bởi Chúa đã được Ngài tận dụng và sinh lợi thế nào? Khác hẳn với chúng ta, do lòng tham lam và ích kỷ chỉ muốn giữ lấy cái hay, cái đẹp, cái quý cho riêng mình, Thánh Luca lại muốn chia sẻ và phân phát một cách rộng rãi cho anh em đồng loại. Thật vậy, đón nhận tình thương nơi Chúa, Ngài đã mang đến rao giảng cho anh em, nhất là dân ngoại. Lòng nhiệt thành ấy đã thiêu đốt Ngài, đã biến những thao thức của Ngài thành một quyết tâm là lưu lại dấu vết và cuộc đời của Chúa qua cuốn Tin Mừng thứ ba và sách Tông Đồ Công Vụ. Chính nhờ những bút tích của Ngài mà hôm nay tất cả chúng ta đã có được những xác quyết sâu xa về lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mọi người, nhất là đối với những con người tội lỗi. Chính Ngài cho ta thấy Chúa Giêsu không chỉ là Đấng đến để rao giảng nước trời, mà còn là người mục tử đến để tìm kiếm những người lầm lạc, lỡ bước xa chân. Còn hình ảnh nào sống động hơn, thi vị hơn, cao đẹp hơn hình ảnh mục tử vác chiên trên vai, người đàn bà soi đèn giữa canh khuya để tìm đồng bạc mất, người cha già ngày ngày ra đầu ngõ để đón chờ đứa con hoang. Và cũng chính Ngài cho ta thấy được tâm tình vui mừng của Đấng Cứu Thế khi thấy một người tội lỗi biết ăn năn thống hối.
Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Điều quan trọng có sức thu hút mọi người không phải vì lời Ngài rao giảng, nhưng chính là do đời sống yêu thương của Ngài. Đức Thánh Cha Phaolô đã nói, ngày hôm nay người ta cần những chứng nhân hơn là những nhà giảng thuyết, mà nếu như người ta đón nhận lời của các nhà giảng thuyết là bởi vì các ngài đã có một đời sống chứng nhân. Chính đời sống của Chúa, một đời sống miệt mài gắn bó với việc rao giảng và sống tinh thần yêu thương, đã làm cho nhiều người nhận biết và trở về với Chúa. Trải qua 20 thế kỷ, có biết bao nhiêu tâm hồn quảng đại dâng hiến đời mình để phục vụ cho ý định yêu thương, sống cho yêu thương, bởi họ đã cảm nhận được tình thương của Chúa nơi bút tích và đời sống của người môn đệ là Thánh sử Luca. Chúng ta cảm tạ Chúa đã an bài xếp đặt để chúng ta hôm nay được đón nhận di sản quý giá vô cùng là tình thương của Chúa qua những ghi chép của Thánh Luca. Tuy nhiên, để cho di sản ấy không bị mai một, nhưng được đón nhận và nhân rộng nơi lòng mọi người, mỗi người chúng ta hãy cố gắng thực hành trong đời sống. Trước tiên chúng ta sẽ siêng năng chuyên cần nghiền ngẫm, đọc và suy niệm phúc âm của Thánh Luca để ngày càng sắc tín hơn vào tình thương của Thiên Chúa. Thứ đến, chúng ta phải noi gương Thánh Luca, làm cho sứ điệp yêu thương ấy trở nên sống động, gần gũi, bằng cách mời gọi mọi người nếm cảm sự ngọt ngào, cùng tin vào tình yêu Chúa, bởi một đời sống chia sẻ, cảm thông, thứ tha và quảng đại của chúng ta. Lạy Thánh Luca, xin dạy cho chúng con biết nhìn ra qua lời Chúa, một lời mời gọi để sống đời yêu thương, vì chúng con cũng chính là những kẻ tội lỗi đã được Ngài mở lòng yêu thương và cứu vớt. Amen. Đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đam mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vỗ về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phép đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con.